Bế Văn Đàn bị trúng hai viên đạn vào người và hy sinh, hai tay vẫn còn ghì chặt súng ở trên vai mình. Tô Vinh Diện lập tức bỏ càng pháo phía trong, chuyển sang ghì người vào càng pháo phía ngoài, lấy một chân đạp vào một gốc cây, cố gắng đẩy hướng càng pháo đâm vào vách núi. 68 năm đã trôi qua, chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954 là một chiến dịch kinh điển cho lịch sử trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Quân và dân ta đã đánh bại đội quân viễn chinh Pháp có tiềm lực quân sự mạnh, vũ khí trang bị hiện đại. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về nhân dân Việt Nam. Chiến thắng vĩ đại ở Điện Biên Phủ không những ghi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam như một mốc son rực sáng nhất trong thế kỷ 20, mà ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện lịch sử trọng đại này không hề phai mờ. Trái lại, những bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ góp phần quyết định đập tan hoàn toàn dã tâm xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải ký hiệp định Geneva, kết thúc chiến tranh ở Đông Dương, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam, Lào và Campuchia, góp phần quan trọng đối với phong trào giải phóng dân tộc, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là sự kết tinh của nhiều nhân tố trong tháng 8 năm 1945, mở ra giai đoạn cách mạng mới, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chí mạng đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới, báo hiệu sự thất bại chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa thực dân mới do đế quốc Mỹ cầm đầu. Chúng ta đã đánh địch bằng cả sức mạnh của thời đại ngày nay trong sự kết hợp chặt chẽ với kinh nghiệm truyền thống của dân tộc. Đánh địch bằng sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự tối đa ủng hộ mọi mặt của các nước xã hội chủ nghĩa và bạn bè khắp Nam Châu, chủ động tạo nên sự chuyển hóa căn bản về thế và lực, làm cho sức ta càng đánh càng mạnh và đẩy quân địch vào tình thế ngày càng khốn đốn, phải đầu hàng vô điều kiện. Chiến thắng Điện Biên Phủ của dân tộc Việt Nam đã chứng minh một chân lý của thời đại: các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược, nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết đấu tranh vì độc lập tự do thì dân tộc đó nhất định sẽ thắng lợi. Chân lý đó đã thôi thúc và cổ vũ các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, Mỹ Latin đứng đầu lên đấu tranh tự giải phóng, thoát khỏi ách xâm lược của chủ nghĩa thực dân đế quốc. Chiến thắng này đã làm thay đổi cục diện thế giới, khẳng định sức mạnh chính nghĩa của Việt Nam, của nhân dân yêu chuộng hòa bình, độc lập trên thế giới. Thể của anh Phan Đình Giót đã lấp kín lỗ châu mai, toàn thân anh bị bom đạn của kẻ thù bắn nát, quân Pháp bên trong bị vướng không bắn ra được nữa. Bộ đội ta đã nhanh chóng xông lên để tiêu diệt cứ điểm Him Lam. Đây là trận đánh mở màn thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Anh hùng Phan Đình Giót đã hy sinh ở tuổi 32. Đơn vị của anh hùng Tô Vinh Diện trên đường kéo pháo ra để đánh trận Điện Biên Phủ đến một con dốc cao và hẹp ở gần bản chuối, dây tời bị đứt, khẩu pháo dần tuột xuống dốc. Tô Vinh Diện lập tức bỏ càng pháo phía trong, chuyển sang ghì người vào càng pháo phía ngoài, lấy một chân đạp vào một gốc cây, cố gắng đẩy hướng càng pháo đâm vào vách núi. Tuy cản được pháo không lăn xuống vực, nhưng anh cũng bị bánh xe của khẩu pháo nặng hơn 2 tấn đè lên người và hy sinh khi mới 29 tuổi. Ông Đỗ Ca Sơn, người lính bộ đội phục vụ trong Trung đoàn 174 kể lại, Trung đoàn 174 của ông Sơn chính là đơn vị chủ lực đánh đồi A1 ngày đó. Mặc dù năm nay dù đã ở tuổi 82 nhưng ông vẫn nhớ như in câu chuyện về nắm cơm, con cá ở dưới trên hào của 60 năm về trước. Nói đến chiến dịch Điện Biên Phủ, nhiều người hình dung đến những chiến sĩ ăn đói, mặc rét, nhưng ông Sơn khẳng định bộ đội ở Điện Biên không đói. Ông Sơn và đồng đội chỉ thỉnh thoảng bị đứt bữa vì gạo chưa về kịp cho anh nuôi nấu cơm. Đơn vị ông ẩn nấp cách đồi A1 chỉ 2 km, từ đó đến kho gạo khoảng 15 đến 20 km. Đôi khi gạo từ miền xuôi lên chậm một chút nên phải nhịn 1-2 bữa.
Người khỏe mạnh bây giờ mỗi ngày chỉ ăn hết nhiều lắm là nửa cân gạo. Nhưng ông Sơn vẫn nhớ, mỗi chiến sĩ Điện Biên ngày đó được phân tiêu chuẩn 1kg gạo tẻ một ngày. Nếu là gạo nếp là 1,2kg. Mỗi người được một hoặc hai con cá bé bằng hai ngón tay. Chiến sĩ Điện Biên ai cũng nhớ loại mắm kem đặc cũng được làm từ cá quánh lại như kem. Lúc mới đóng quân, anh nuôi có thể xuống khe suối hái rau tàu bay về ăn. Nhưng chỉ một hai hôm rau tàu bay lại hết. Sau đó họ kiếm được rau gì ăn không chết là được. Có những loại rau vừa đắng vừa chát nhưng bộ đội vẫn cố ăn. Mỗi đại đội khoảng 120 người thì có một tiểu đội 10 người làm cấp dưỡng. Ban đêm anh nuôi nấu cơm rồi phát cho mỗi chiến sĩ hai nắm cơm to. Anh nuôi bao giờ cũng nấu đủ cơm nhưng thường không có đủ người để ăn. Cơm vừa nấu xong nhưng có thể chỉ ngay sau đó đã có người không ăn nữa. Sau mỗi trận đánh, mỗi trận bom địch đổ xuống lại có vài chục người lại nằm xuống. Nắm cơm để lại không có người ăn. Người chết không ăn, người bị thương không ăn, người đánh nhau mệt quá không ăn. Những người sống sót quá đau đớn, xót thương đồng đội cũng không ăn. Người ta đưa ra công thức, 80 người ăn hết 120 suất, ông Sơn nhớ lại. Có ngày sau trận đánh, anh nuôi rơi nước mắt khi nhìn người sống cố nuốt cơm triệu trạo, những đám cơm còn lại của những người chết nằm lăn lóc dưới chiến hào. Anh nuôi khóc nức nở. Chúng mày đâu hết cả rồi, sao không thấy về ăn cơm tao nấu? Chúng mày chê cơm tao nấu không ngon đúng không? Nấu cơm không đào nó ăn thì nấu làm cái gì? Tao không nấu cơm nữa đâu, mai tao đi đánh nhau. Ông Sơn nghẹn đắng như sống lại ký ức 60 năm trước. Đáng thương đôi khi không phải vì đói, mà là cảnh nhìn thế anh em, đồng đội hy sinh ngay trước mặt mình. Trận Điện Biên Phủ đã tạo ra một huyền thoại về lòng trung thành của anh hùng Phùng Văn Khẩu. Giữa lúc điểm cao đời e mưa bom bão đạn, đồng đội đã hy sinh hết, chỉ còn duy nhất bản thân còn sống, bùn và máu đặc đụa trên người. Anh hùng Phùng Văn Khẩu giọng đã gào khản đặc vì gọi mãi nhưng không có người tiếp viện. Nhưng kiên quyết không bỏ chạy, vừa bắn pháo, ông vừa gào khóc khi nhìn thấy anh em đồng đội đã hy sinh hết, máu xương trộn cùng đất với bùn, mỗi mảnh cơ thể văng mỗi chỗ. Một mình ông đã làm tất cả các công đoạn, tự mình nạp đạn, xong tự ngắm bắn và tự xiết cò từng quả đạn pháo, tiêu diệt vô số pháo vào lô cốt của quân Pháp. Ông đã được vinh dự nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì sự dũng cảm và lòng trung thành tuyệt đối đây. Người anh hùng Ba Lan đã đổ máu cho Tổ quốc Việt Nam. Anh hùng Hồ Chí Toán, tên thật là Stefan Kubek, sinh năm 1923 tại Ba Lan. Ông bị rơi vào tay quân Pháp và bị cưỡng bức vào đội quân thực dân này, rồi được đưa tới Việt Nam để tiêu diệt hết những người chống lại sự khai phá văn minh của Pháp. Thế nhưng, nhận thấy sự dã man dối trá của người Pháp, ông tự hỏi rằng tại sao bản thân lại phải bắn vào những người đang cố bảo vệ Tổ quốc mình trước sự xâm lăng. Người lính ấy đã dũng cảm rời quân đội Pháp và đứng vào hàng ngũ của chính nghĩa bằng một cuộc chạy trốn để đứng vào hàng ngũ của nhân dân Việt Nam. Từ đó, ông quyết hiến dâng tính mạng của bản thân và chiến đấu như một người lính Cụ Hồ thực thụ trong gần 10 năm ròng, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ. Với ngoại hình của một người châu Âu, ông khoác lên mình bộ quân phục sĩ quan Pháp, đột nhập vào kho lô cốt khó đánh nhất, mở đường máu cho những chiến sĩ Việt Nam xông lên. Nhiều lần sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, ông phải dùng mảnh khăn che mái tóc vàng và bịt mặt lại vì để tránh rủi ro quân ta bắn tỉa nhầm. Sau chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận Stefan làm con nuôi và cái tên Việt Nam Hồ Chí Toán gắn với ông từ đó. Người lính Cụ Hồ gốc Ba Lan dũng cảm và thông minh đã được nhiều lần tuyên dương công trạng danh giá. Ông trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ tư là anh hùng Trần Can, hiên ngang dẫn đầu tiểu đội cắm lá cờ lên lô cốt Him Lam. Anh hùng Trần Can sinh năm 1931 ở Nghệ An. Mở đầu cho chiến dịch Điện Biên Phủ là trận đánh đồi Him Lam, anh được giao nhiệm vụ cắm lá cờ Tổ quốc, mặc kệ cho hỏa lực quân Pháp bắn ra dữ dội như thế nào. Anh vẫn dẫn đầu tiểu đội vượt qua lô cốt, xông thẳng vào sở chỉ huy, rồi nhảy lên lô cốt cắm lá cờ quyết thắng. Vào sáng ngày kết thúc chiến dịch, tức là ngày 7 tháng 5 năm 1954, những vết thương quá nặng khiến anh đã hy sinh anh dũng. Thứ năm là anh hùng Hoàng Văn Nô, dũng sĩ Đâm Lê. Anh hùng Hoàng Văn Nô sinh năm 1932 ở Cao Bằng. Đại đội 925 của anh nhận nhiệm vụ đánh chặn cuộc hành binh của tiểu đoàn của địch ở khu vực đồi xanh Điện Biên Phủ. Ta địch bắn trả quyết liệt, nhiều anh em đồng đội bị trúng đạn ngã xuống. Quá đau xót và căm giận, súng hết đạn, Hoàng Văn Nô giương lê lên, nhanh như tia chớp, anh xông tới đâm thẳng lưỡi lê vào ngực tên lính Pháp rồi liên tiếp đâm chết tên thứ hai, tên thứ ba, tên thứ tư bị anh đâm sâu lún đến tận nòng súng. Đang tiếp tục xông liên tiếp thì anh bị địch xả đạn vào người. Hoàng Văn Nô hy sinh trong tư thế lẫm liệt của người chiến sĩ anh hùng. Và bộ đội Cụ Hồ là ai? Câu trả lời, người lính đó đây. Một người đàn ông gần như vô danh và không có một thứ nào trên người ông có trị giá hơn 500.000 đồng.
Nghỉ hưu ở một vùng rừng núi, người lính già gói ghém hành trang giản dị của mình để xuống Hà Nội, nơi mà một cánh cửa của một chiếc xe BMW hoặc Mercedes của các cậu trai trẻ, những người đang hưởng tự do và độc lập miễn phí từ ông, cũng có giá trị hơn toàn bộ tài sản mà ông có. Tuy nhiên, ông vẫn đứng đợi bên ngoài nhà của vị tổng tư lệnh của mình để chào một lần cuối. Không có một kỷ luật quân đội nào đòi hỏi ông phải làm thế. Không một thiên đường với các trinh nữ hay vàng bạc nào được hứa hẹn cho ông nếu ông đem đánh đổi sự sống chết của mình trong khi chiến đấu cho Tổ quốc. Khi ông còn trẻ và cầm lấy vũ khí để chống người Pháp, ông được hứa rằng đó sẽ là cuộc chiến tranh đẫm máu và không biết bao giờ mới thành công. Ông được cảnh báo rằng đất nước của ông sẽ bị tàn phá và kẻ thù có thể giết ông và các đồng đội, nhưng ông vẫn cầm vũ khí và chiến đấu. Ông tham gia cuộc chiến tranh đẫm máu để thế giới biết rằng Việt Nam là tên của Tổ quốc ta, chứ không phải là Nam Kỳ, không phải Bắc Kỳ hay là Liên bang Đông Dương thuộc Pháp. Ông chiến đấu để thế giới biết rằng đồng bào ông sẽ không quỳ gối nữa trước các ông chủ thực dân Pháp. Đó là câu trả lời của tôi. Và đây, ông ấy đang ở trước mắt bạn, người lính Cụ Hồ. Trong tấm ảnh là một người lính già dân tộc thiểu số từ một tỉnh miền núi cách Hà Nội hàng trăm km đang đợi bên ngoài nhà đại tướng Võ Nguyên Giáp để chào vị tổng tư lệnh của mình một lần cuối. Lý Văn Đàn sinh năm 1931, là người dân tộc Tày, quê ở Phục Hòa, Cao Bằng. Cha làm thợ mỏ, mẹ mất sớm, lớn lên ông tham gia hoạt động du kích. Tháng 1 năm 1948, ông xung phong vào bộ đội và tham gia nhiều chiến dịch, luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cuộc kháng chiến chống Pháp đang ở giai đoạn quyết liệt, quân ta quyết định mở chiến dịch Đông Xuân năm 1953, năm 1954. Đơn vị hành quân đi chiến dịch, Bế Văn Đàn làm liên lạc tiểu đoàn. Một đại đội của tiểu đoàn được giao nhiệm vụ bao vây giữ Pháp ở Mường Tồn. Lúc đó, khi thấy lực lượng Việt Minh của ta ít, Pháp tập trung hai đại đội có phi pháo yểm trợ liên tiếp phản kích, nhưng cả hai lần chúng đều bị quân Việt Minh đánh bật. Cuộc chiến đấu diễn ra căng thẳng và quyết liệt, địch xông lên, quân Việt Minh quyên quyết ngăn chặn, chốt giữ. Lúc đó, có lệnh cho đại đội quyết tâm giữ ở Mường Pồn bằng bất cứ giá nào để các đơn vị khác triển khai lực lượng, thực hiện các chủ trương của chiến dịch. Mặc dù Bế Văn Đàn vừa đi công tác về, nhưng khi thấy chỉ huy thông báo, ông đã xung phong lên đường làm nhiệm vụ. Bế Văn Đàn vượt qua lấy đạn dày đặc của quân Pháp, xuống truyền đạt mệnh lệnh cho đại đội kịp thời chính xác. Trong khi đó, trận chiến đấu diễn ra ngày càng ác liệt hơn, Bế Văn Đàn được lệnh ở lại đại đội chiến đấu. Quân Pháp phản kích lần thứ 3, mở đường tiến, đại đội Việt Minh hy sinh gần hết, chỉ còn lại 17 người, bản thân Bế Văn Đàn cũng đang bị thương. Nhưng ông vẫn tiếp tục chiến đấu, một khẩu trung liên của đơn vị không bắn được vì xạ thủ hy sinh. Khẩu trung liên của chiến sĩ Chu Văn Pù cũng chưa bắn được vì không có chỗ đặt súng. Trong tình thế hết sức khẩn trương, Bế Văn Đàn không ngần ngại chạy lại cầm hai chân khẩu trung liên đặt lên vai mình và hô đồng đội bắn. Đồng chí Pù còn do dự thì Bế Văn Đàn đã nói: "Kẻ thù ở trước mặt, đồng chí có thương tôi thì bắn chết chúng nó đi." Pù nghiến răng nổ súng vào đội hình quân địch, quật ngã liên tiếp hàng chục tên. Địch hoảng hốt bỏ chạy. Đợt phản kích của chúng bị bẻ gãy. Trong thời gian lấy thân mình làm giá súng, Bế Văn Đàn bị trúng hai viên đạn vào người và hy sinh. Hai tay vẫn còn ghì chặt súng ở trên vai mình. Ảnh Bế Văn Đàn lấy vai mình làm giá súng trở thành một trong những tấm gương tiêu biểu trong quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ chiến tranh Đông Dương. Bế Văn Đàn được Quốc hội nước Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Anh hùng Bế Văn Đàn cùng hàng ngàn các anh hùng liệt sĩ khác đã ngã xuống lúc tuổi mới đôi mươi, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ và đến đại thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử. Với những công hiến đó, đồng chí không những là một tấm gương, một niềm tự hào của nhân dân các dân tộc Cao Bằng, mà còn là niềm tự hào của nhân dân cả nước.